Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vô sinh hiếm muộn chính là mối lo hàng đầu của nhân loại trong thế kỷ 21. Tình trạng này đang ngày càng trẻ hóa và chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 8 đến 10% ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bác sĩ của bạn trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Thưa quý vị, cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân sẽ càng thêm viên mãn nếu như có một thiên thần nhỏ chào đời. Tuy nhiên thì có rất nhiều cặp vợ chồng không may mắn gặp phải tình trạng vô sinh hiếm muộn. Và nếu tình trạng này kéo dài, có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vậy vô sinh hiếm muộn là gì? Vì sao lại xảy ra tình trạng vô sinh hiếm muộn? Chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có được câu trả lời. Và trước tiên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngắn sau đây. Tỷ lệ vô sinh của nước ta lên tới 8% dân số, trong đó nguyên nhân do nam giới chiếm 40%, phụ nữ 40%, 20% còn lại do cả hai vợ chồng và không rõ nguyên nhân. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ hiếm muộn vô sinh có xu hướng ngày càng tăng do ô nhiễm môi trường, chất độc hại trong thức ăn, lối sống không lành mạnh như quan hệ tình dục bừa bãi, lạm dụng các chất kích thích, kết hôn quá muộn. Sự phát triển của y học hiện đại đã giúp cho nhiều người có cơ hội được làm cha mẹ, chữa trị được căn bệnh gây vô sinh nam nữ mà trước kia được xem là vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, để điều trị hiếm muộn và vô sinh hiệu quả phụ thuộc vào yếu tố độ tuổi người phụ nữ, thời gian hiếm muộn, xác định thủ phạm gây bệnh, các bệnh lý gây vô sinh cũng như kỹ thuật điều trị. Trên thực tế, nhiều vợ chồng phải thực hiện phối hợp nhiều kỹ thuật mới có thể có con. Ngoài ra, người bệnh phải kiên trì, tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Do đó, để tăng khả năng đậu thai, các đôi vợ chồng nên đi thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô sinh, có thể là do người chồng hoặc người vợ, hoặc cả hai. Tình trạng này cũng có khả năng xảy ra ở các đôi vợ chồng sử dụng nhiều phương pháp ngừa thai. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn với chủ đề tìm hiểu về vô sinh hiếm muộn. Và trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị chuyên gia sẽ cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ chuyên khoa 1 Châu Hoàng Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Xuân Nghiêm, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay từ bây giờ quý vị đã có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc của mình về cho chương trình ngày hôm nay với chủ đề tìm hiểu về vô sinh hiếm muộn thông qua số điện thoại của chương trình 0234-3826-449 hoặc fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Và tổ thư ký trường quay cũng đã rất sẵn sàng để gửi những câu hỏi của quý vị đến cho hai vị chuyên gia của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và tìm hiểu về vô sinh hiếm muộn với bác sĩ Châu Hoàng Phương Thảo. Đã thưa bác sĩ Châu Hoàng Phương Thảo, khi nhắc đến cái việc mà muộn con thì rất nhiều người đi khám thì được biết là mình đã phải tình trạng là vô sinh hiếm muộn. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn vô sinh hiếm muộn là gì ạ? Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Gọi là vô sinh hiếm muộn khi mà một cặp vợ chồng mà họ có quan hệ tình dục thường xuyên khoảng 2 đến 3 lần một tuần trong vòng 1 năm mà họ vẫn chưa có con thì mình có thể gọi đó là vô sinh hiếm muộn. Dạ vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn thường gặp ở nữ giới và trong đó thì cái nguyên nhân nào được coi là phổ biến nhất ạ? Người ta chia là nguyên nhân do vợ, nguyên nhân do chồng hoặc cũng có thể là có những người họ được chẩn đoán là không rõ nguyên nhân mặc dầu cả hai vợ chồng bình thường. Nếu như mà để mà có một cái mang thai được là nó là một cái quá trình khép kín của từ lúc mà có trứng phát triển, có nang trứng phát triển, có trứng và tinh trùng phải gặp nhau. Thì trong một chuỗi các quá trình đó, nếu chỉ cần gãy một mắt xích nhỏ trong cái chuỗi đó thì cái người phụ nữ đó sẽ không mang thai được. Thành ra nó có thể đến từ tử cung, vòi trứng hay là tại cái chỗ mà cái phôi thai nó bám lên nó làm tổ hay là tại nội mạc tử cung. Hoặc cũng có những trường hợp ở cơ thể người phụ nữ nó có sẽ tiết ra những cái chất nó nghĩ là cái tinh dịch hay tinh trùng của ông chồng là một cái dị vật nó tiết ra những cái chất nó làm phản ứng lại.
thì nó làm cho tiêu diệt những con tinh trùng đó. Thành ra nó cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Lê Xuân Nguyên, vừa rồi thì bác sĩ Châu Hoàng Phương Thảo cũng đã chia sẻ cho chúng ta một số những cái nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn thường gặp ở nữ giới. Còn đối với nam giới thì sao ạ? Ở nam giới thì sẽ thường có những cái nguyên nhân nào khiến cho nam giới rơi vào cái tình trạng là muộn con ạ? Vâng, thì đối với người nam giới thì các cái nguyên nhân gây ra tình trạng chậm con có thể mình chia thành nhiều nhóm nguyên nhân nhỏ khác nhau. Nhưng mà cơ bản nhất là những nhóm đầu tiên là những nhóm nguyên nhân liên quan tới bệnh lý. Ví dụ như là bệnh nhân vô tinh hoặc là tinh trùng yếu, rồi giãn tĩnh mạch thần kinh, cũng như là những cái bệnh lý về viêm nhiễm ở đường niệu đạo và sinh dục. Nhóm nguyên nhân thứ hai mình có thể nhắc tới đó là nhóm nguyên nhân có ảnh hưởng đến những cái chức năng về tình dục của người nam giới. Ví dụ như là bị suy giảm tình dục, có rối loạn cương, rối loạn xuất tinh. Và nhóm nguyên nhân thứ ba là những nhóm nguyên nhân bị ảnh hưởng bởi lối sống, ví dụ như là mình ăn uống, sinh hoạt không điều độ, cũng như là dùng các chất kích thích, hay thậm chí là cái câu chuyện mình áp lực trong công việc cũng gây nên tác động tiêu cực đến câu chuyện sinh sản. Và thời gian gần đây nhất là những cái nguyên nhân người ta phát hiện ra nó có liên quan tới yếu tố về di truyền. Thì đây là một trong số những cái mảng rất mới trong cái câu chuyện về vô sinh hiếm muộn nam và hiếm muộn nữ. Tuy nhiên, tới cái sự phát triển về y học á, tới giai đoạn hiện tại thì chúng ta đã có rất là nhiều cái giải pháp giúp hỗ trợ và can thiệp vào các cái nhóm nguyên nhân cụ thể trên nhóm hiếm muộn nam. Thưa bác sĩ Lê Xuân Nguyên, vậy thì với những cái trường hợp mà chúng ta cũng đã xác định được là cặp vợ chồng này đang gặp phải tình trạng vô sinh hiếm muộn, thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp hỗ trợ sinh sản như thế nào, đặc biệt là những cái phương pháp áp dụng những cái công nghệ cao hiện nay đang được ứng dụng trong ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam cũng như là trên thế giới ạ? Thực ra trong cái câu chuyện về hiếm muộn cho tới giai đoạn hiện tại thì chúng ta đã có rất nhiều cái kỹ thuật có thể giúp cho cặp vợ chồng này sớm thành công. Tuy nhiên cũng tùy vào tình trạng, tùy vào cái nguyên nhân hiếm muộn của mỗi cặp vợ chồng mà mình sẽ có những cái giải pháp lựa chọn phù hợp khác nhau. Các giải pháp này mình sẽ đi từ cơ bản cho tới nâng cao. Cơ bản nhất giai đoạn hiện tại là mình có cái phương pháp gọi là kích thích buồng trứng qua quan hệ tự nhiên. Thì với cái phương pháp này, đơn thuần người phụ nữ chỉ cần là đến để uống thuốc hoặc tiêm thuốc kích thích buồng trứng, và đến giai đoạn mà trứng đạt độ trưởng thành á, mình sẽ tiêm một mũi rụng trứng và về sau đó hai vợ chồng quan hệ. Còn cái phương pháp mà thứ hai mà tôi muốn nhắc tới đó là phương pháp bơm tinh trùng và buồng tử cung, hay còn gọi cách khác là thụ tinh nhân tạo. Cái phương pháp này thì nó tương tự như cái phương pháp đầu tiên tôi mới nhắc đến. Tuy nhiên sau khi mà người vợ được tiêm cái mũi thuốc rụng trứng á, thì thay vì hai vợ chồng quan hệ tự nhiên thì người chồng sẽ đến bệnh viện để mình tiến hành lọc rửa tinh trùng, và mình chỉ chọn ra những cái tinh trùng tiến tới là những tinh trùng khỏe mạnh đó, để mình đưa vào trong buồng tử cung của người phụ nữ. Với cách làm này thì mình sẽ giúp được là rút ngắn cái khoảng cách giữa trứng với tinh trùng lại, từ đó mình có thể cải thiện được cái tỷ lệ mang thai cho cặp vợ chồng. Dù sao đi nữa thì hai phương pháp này cho đến thời điểm hiện tại á, cái tỷ lệ có thai cũng chỉ ở ngang mức khoảng tối đa là khoảng 20% cho một lần bơm tinh trùng mà thôi. Và bản thân các phương pháp này nó đều có những gọi là mặt hạn chế về mặt kỹ thuật nhất định. Do đó, để mà trong những trường hợp khó khăn hơn hoặc những cái cặp vợ chồng mà hiếm muộn lâu năm chẳng hạn, thì mình sẽ có giải pháp tối ưu hơn, đó là mình làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thì với thụ tinh trong ống nghiệm thì người phụ nữ sẽ được tiêm thuốc nội tiết với mong đợi để lấy ra được số lượng trứng nhiều nhất có thể. Và những cái trứng sau khi mình lấy ra sẽ được kết hợp với tinh trùng của người chồng trong môi trường labo. Thì với cái sự theo dõi sát sao về sự phát triển của phôi, sau khoảng 3 đến 5 ngày người phụ nữ sẽ có được kết quả phôi sau cùng. Và những cái phôi tốt sẽ được lưu trữ lại để sử dụng cho bệnh nhân trong cái chu kỳ kế tiếp. Thông qua đó chúng ta có thể thấy thì hiện tại thì đã có rất nhiều cái phương pháp để hỗ trợ cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Và việc lựa chọn phương pháp nào là hiệu quả thì còn tùy thuộc vào cái đặc tính bệnh lý của từng cặp vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu thực hiện tại Việt Nam từ năm 1997 và trải qua hơn 20 năm, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã mang lại niềm hạnh phúc cho hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Và phương pháp này cũng là một trong những cái phương pháp thành công nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất trong ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam hiện nay. Thụ tinh trong ống nghiệm IVF là kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn phổ biến nhất hiện nay. Trong đó, tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ sẽ được thụ tinh trong phòng labo để tạo thành phôi. Sau khoảng thời gian nuôi cấy bên ngoài, thông thường khoảng 2 đến 5 ngày, phôi sẽ được đưa trở lại buồng tử cung của người vợ để phát triển thành thai nhi. Thụ tinh trong ống nghiệm IVF được biết đến là phương pháp điều trị hiệu quả cho những trường hợp người vợ bị tắc nghẽn ống dẫn trứng. Bên cạnh đó, phương pháp này còn được áp dụng điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn không thể có thai bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản thông thường.
hoặc những cặp vợ chồng lớn tuổi kèm theo các bệnh lý như lạc nội mạc tử cung, rối loạn phóng noãn, bất thường ở tinh trùng và các yếu tố miễn dịch hoặc vô sinh chưa rõ nguyên nhân. Thưa bác sĩ Châu Hoàng Phương Thảo, về lợi ích của phương pháp hỗ trợ sinh sản như là thụ tinh trong ống nghiệm thì chúng ta cũng được lắng nghe bác sĩ Lê Xuân Nguyên vừa chia sẻ cũng như là theo dõi trong phóng sự vừa rồi. Vậy thì phương pháp này sẽ được áp dụng cho những cái đối tượng nào ạ? Mình sẽ chia làm hai trường hợp là nguyên nhân hiếm muộn do vợ hoặc là do chồng. Thì Thảo xin nói trước là cái vấn đề về nguyên nhân do chồng. Chỉ cần có tinh trùng là mình có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm được. Và đối với tinh trùng phải di động tiến tới, đi tìm được gặp trứng. Khi hai vợ chồng quan hệ thì thường là cái tinh dịch nó sẽ động lại ở âm đạo. Sau đó cái tinh dịch đó ly giải và giải phóng con tinh trùng. Thành ra những con tinh trùng nào di động tiến tới thì nó mới đi tìm gặp được trứng. Một con tinh trùng nó có khả năng trong môi trường tự nhiên thì nó có thể sống trong vòng 72 giờ. Dạ vâng. Nhưng khi mà được xuất tinh ra rồi thì nó sẽ giảm dần cái khả năng di chuyển theo thời gian. Thành ra đối với những cái tinh trùng mà gọi là yếu, ít hoặc dị dạng thì đối với chồng thì mình nên làm thụ tinh trong ống nghiệm. Còn riêng về đối với những cái trường hợp mà hiếm muộn nguyên nhân do vợ thì có thể là bệnh nhân bị tắc hai cái tai vòi. Nếu như nó bị tắc cái tai vòi thì trứng và tinh trùng nó sẽ không gặp nhau được. Thành ra nó sẽ không có xảy ra quá trình thụ tinh. Thì khi đó thì mình sẽ phải cần cho trứng và tinh trùng gặp nhau ở trong labo và mình sẽ chuyển cái phôi đó vào lòng tử cung. Còn đối với một số trường hợp nó viêm nhiễm, tai vòi không bị tắc nhưng nó sẽ bị là viêm dính gì đó do lạc nội mạc tử cung thì nó vẫn có thể là cho trứng và tinh trùng, mặc dầu nó thông nhưng trứng và tinh trùng không gặp nhau được. Cái thứ ba nữa là do cái một số trường hợp mình sẽ thấy là niêm mạc tử cung. Niêm mạc tử cung là gì? Niêm mạc tử cung là nơi và trứng, và sau khi trứng và tinh trùng gặp nhau nó tạo thành phôi thì nó là một cái giống như là một cái tổ để cho cái phôi đó phát triển lên thành em bé. Thành ra nếu như nội mạc tử cung bị nó có bất thường gì đó thì nó vẫn làm cho cái khả năng có thai nó sẽ bị kém đi. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phương Thảo. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự về một ca thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một chu trình thực hiện IVF, trứng và tinh trùng được thụ tinh trong ống nghiệm để tạo thành phôi. Bước đánh giá và lựa chọn phôi thai chất lượng tốt để chuyển phôi giữ vai trò quan trọng đến sự thành công của một chu kỳ thụ tinh ống nghiệm. Các nghiên cứu chỉ rõ, phôi thai được nuôi cấy trong điều kiện đạt chuẩn càng cao thì càng thuận lợi, thúc đẩy sự tăng trưởng tốt. Từ đó, phôi phát triển tối ưu, tăng khả năng đậu thai trong thụ tinh ống nghiệm IVF. Cái hệ thống nuôi cấy phôi tại sao nó lại có ý nghĩa quan trọng trong khả năng có thai của bệnh nhân? Bởi vì cái tủ cấy nó được ví như là tử cung của người phụ nữ trong giai đoạn đầu. Khi mà hệ thống tủ cấy càng tốt thì khả năng có thai sẽ càng cao. Thêm vào đó, đối với cái tủ cấy, với cái hệ thống tủ cấy này thì có hai cái lợi điểm lớn cho người bệnh. Thứ nhất là hệ thống theo dõi camera liên tục, được gọi là theo dõi động học về sự phát triển của phôi. Còn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vấn đề nuôi cấy phôi thì với các cái hệ thống nuôi cấy phôi mà chúng tôi đang có thì các cái phôi nó sẽ được đánh giá trên thang điểm 10. Thì chính cái sự đánh giá này nó sẽ giúp cho các bạn chuyên viên phôi học lựa chọn chính xác hơn phôi nào thực sự tốt, phôi nào ít tốt hơn và phôi nào là phôi xấu. Thì chính cái sự lựa chọn phôi chính xác này nó sẽ góp phần quan trọng trong cái vấn đề là giúp rút ngắn thời gian từ khi bệnh nhân bắt đầu điều trị cho tới khi mà bệnh nhân có thai. Với việc đưa vào ứng dụng thiết bị hiện đại và công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nuôi cấy phôi, IVF Tâm Anh hiện là hệ thống trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu Việt Nam, có đầy đủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phác đồ điều trị hiệu quả với sự tham gia điều trị trực tiếp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, từ đó giúp trung tâm luôn giữ ổn định và liên tục nâng cao tỷ lệ thành công trong IVF.
Thưa bác sĩ Lê Xuân Nguyên, với cái việc mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong rất nhiều những cái lĩnh vực hiện nay thì đã mang lại những cái hiệu quả tích cực. Còn riêng trong cái lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì trí tuệ nhân tạo đã mang lại góp phần cái thành công cho phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm như thế nào ạ? Thực ra AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo đó là một cái thuật ngữ dùng để mô tả những cái hệ thống hoặc là những trang thiết bị được thiết lập để mà giải quyết hoặc là xử lý các cái thông tin một cách thông minh nhất theo cái suy luận của con người. Với chuyên ngành hỗ trợ sinh sản thì AI có vẻ là một cái thuật ngữ khá là mới mẻ. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện tại thì AI nó đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác cơ bản, ví dụ như là điện thoại chúng ta đang sử dụng chẳng hạn, hoặc là những cái app, những ứng dụng, những cái nhà sản xuất này họ phát triển công nghệ AI để làm tăng cái tính tương tác cũng như là tăng cái sự trải nghiệm của người sử dụng. Và đối với hỗ trợ sinh sản thì AI nó có một cái tiềm lực rất lớn trong tương lai và thời điểm hiện tại đối với hỗ trợ sinh sản. Việc sử dụng AI này sẽ giúp hạn chế được những cái rủi ro, những cái sai lệch về mặt đánh giá chủ quan của cái người chuyên viên phôi học, hay còn nói cách khác là con người, yếu tố con người. Từ đó sẽ giúp cho những chuyên gia cũng như là bệnh nhân có thể có những cái đánh giá một cách khách quan hơn về chất lượng phôi tạo thành. Bên cạnh AI thì mình còn có một cái sự hỗ trợ về cái hệ thống đánh nuôi theo dõi phôi liên tục gọi là time lapse. Thì với cái sự kết hợp này bên cạnh việc là phôi mình sẽ được hỗ trợ về đánh giá hình thái, về sự phân chia, thì trong các cái thuật số về toán học, hệ thống AI này còn giúp mình có đưa ra một cái sự tương quan giữa cái sự phát triển của phôi và cái tiên lượng và làm tổ của phôi đó. Và theo thời gian trong tương lai, tôi nghĩ chắc là gần thôi, khi mà các cái số liệu cũng như là dữ liệu về bệnh nhân nè, về tiền sử bệnh mà tăng lên á, thì AI nó sẽ đóng vai trò càng lớn hơn trong cái câu chuyện là dẫn đến hỗ trợ cho các cặp vợ chồng vô sinh và hiếm muộn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Xuân Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay đó là tìm hiểu về vô sinh hiếm muộn, chương trình cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về thông qua số điện thoại của chương trình. Ngay sau đây xin mời tổ thư ký trường quay sẽ hỗ trợ chúng tôi kết nối với một vị khán giả vừa gọi về chương trình ạ. Thưa bác sĩ, em năm nay 26 tuổi, chồng 30 tuổi. Vợ chồng em mong con hơn một năm nhưng mà chưa có. Vợ chồng em đi khám tại bệnh viện nửa tháng trước, bác sĩ bảo chồng bị tính trùng yếu do tĩnh mạch thần kinh. Em thì bị buồng trứng đa nang hai bên. Em chưa xét nghiệm nội tiết vì 3 tháng rồi em chưa đến chu kỳ kinh. Theo bác sĩ, trường hợp của vợ chồng em nên theo phương pháp hỗ trợ sinh sản nào ạ? Em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Và với câu hỏi này thì trước tiên tôi xin được xin ý kiến từ bác sĩ Phương Thảo ạ. Đối với trường hợp của mình thì tôi nghĩ là anh chị nên đi khám cụ thể hơn. Đối với những cái người phụ nữ mà có buồng trứng đa nang, trứng mình rụng không có đều. Thí dụ như mỗi tháng người ta có kinh một lần thì người ta có thể có một lần rụng trứng. Trong khi đối với những cái người phụ nữ buồng trứng đa nang thì có thể là 2 tháng, 3 tháng hoặc thậm chí có cả năm chị mới có kinh một lần. Thì nó sẽ có trường hợp là mình chỉ có một lần rụng trứng trong một năm, nếu như một năm mình có kinh một lần. Nếu như cái tinh trùng ông xã chị yếu không nhiều, số lượng vẫn được đảm bảo, thì mình có thể là mình áp dụng phương pháp bơm tinh trùng. Với trường hợp là mình sẽ cho chị kích thích buồng trứng, sau đó cho mình tiêm rụng trứng, đó là cái phương pháp đơn giản nhất. Như chị chia sẻ ban đầu là chị đã có một năm rồi, thì mình nên đi khám để mình biết được nguyên nhân cụ thể là do đâu. Đối với trong chương trình này, Thảo không có tiếp xúc và không có khám được anh chị, thành ra không có đưa ra lời khuyên cụ thể cho mình được. Thảo khuyên anh chị là nên đi khám sớm, tại vì mình đã có thể gọi là vô sinh hiếm muộn rồi, do mình đã một năm rồi mà mình vẫn chưa có con. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phương Thảo. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn mà chương trình mong muốn gửi đến cho quý vị một vài những lưu ý giúp cho chúng ta có được một sức khỏe thật tốt, tăng tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm. Những lưu ý khi điều trị vô sinh hiếm muộn. Để có thể điều trị vô sinh hiếm muộn hiệu quả tốt nhất, mọi người nên thực hiện thói quen sinh hoạt khoa học, tập luyện thể dục đều đặn. Trong quá trình thụ thai nên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng. Đối với nữ giới, ưu tiên các thực phẩm như sữa tươi, giá đỗ, đậu nành, các loại hạt. Nam giới nên ăn các thực phẩm tốt cho tinh trùng, thường là cá hồi, trứng, chuối. Tuyệt đối không sử dụng chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Cũng như các thực phẩm thiếu dinh dưỡng như đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một vài những lời khuyên mà chương trình muốn gửi đến cho quý vị khán giả, đặc biệt là các cặp vợ chồng đang trong hành trình tìm kiếm con yêu. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi xem chủ đề của bác sĩ của bạn tuần tiếp theo là gì nhé. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những nước ở châu Á-Thái Bình Dương có tỷ lệ vô sinh cao. Trong đó, tỷ lệ nam giới vô sinh chiếm khoảng 40%. Vậy, nguyên nhân nào gây ra tình trạng vô sinh nam? Đâu là phương pháp điều trị vô sinh vừa an toàn, hiệu quả, vừa cải thiện chất lượng sống của nam giới? Đón xem bác sĩ của bạn chủ đề vô sinh nam những điều cần biết phát sóng vào lúc 19h35 thứ 6 ngày 10 tháng 3 2023 trên VTV8. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình bác sĩ của bạn tuần này với chủ đề tìm hiểu về vô sinh hiếm muộn, hy vọng sẽ cung cấp cho quý vị một vài những thông tin cơ bản cũng như là những cái phương pháp hiện đại đang được áp dụng trong ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam hiện nay, và chúc cho quý vị sẽ có thể sớm đạt được mong muốn là có thể bế được con yêu trong vòng tay. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ Châu Hoàng Phương Thảo, bác sĩ Lê Xuân Nguyên đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với hai chuyên gia thông qua việc trả lời những câu hỏi, những thắc mắc mà quý vị khán giả đã gửi về trên fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam.